Xin chào toàn thể cô chú anh chị đang đón xem video của Nam. Hôm nay thì chia sẻ tới cô chú anh chị về cái kích thước của cái bộ cuốn thư cân đối. Các bác mua như thế nào để cho kích thước nó phù hợp với phong thủy cũng như là phù hợp với cái bộ bàn thờ nhà mình đang sử dụng các bác nhá. Thì đầu tiên chia sẻ với các bác là đây là một mẫu cuốn thư Mai Hóa Long. Thì kích thước của chiếc cuốn thư này là đo có chiều dài tính từ mép đầu này sang mép đầu bên này sẽ là 1m97 các bác nhá, 1m97 đối với bộ cuốn thư này đấy. Thì và chiều rộng của bộ cuốn thư này thì vào là 87 các bác ạ. Chiều rộng là chiều cao này, từ cao từ dưới này lên này là 87. Độ dày thì các bác có thể lựa chọn là dày 4 phân hoặc dày 5 phân, hoặc là có thể lựa chọn những cái hàng liền khối, những hàng 9 tới 10 phân đấy để treo các bác nhá. Chiếc cuốn thư này thì là mẫu Mai Hóa Long. Thì để mà treo đối với những cái bộ bàn thờ thì thông thường những cái bộ cuốn thư dài 1m97 này thì sẽ treo với cái bàn thờ với kích thước là 1m97 hoặc là 2m17 giống như bộ bàn thờ này. Đây, bộ bàn thờ này với kích thước là dài 2m17 các bác nhé, dài 2m17. Thì khi treo thì mình sẽ treo cuốn thư 1m97 này sẽ là chuẩn nhất đấy, hoặc là cuốn thư bàn thờ dài 1m97 treo cuốn thư 1m97 đấy là đẹp nhất các bác nhé. Đây, những cái kích thước như vậy là chuẩn nhất. Còn đối với những cái bàn thờ mà dạng chiều dài kích thước của nó có 1m76 giống như bộ sản phẩm này. Đây ạ. Đây. Camera có thể quay gần vào. Đấy, làm thước lỗ ban bắt đầu chuẩn luôn, 1m76, 70-76 đúng không ạ? Đối với cái bộ sản phẩm như án gian như thế này thì bên Nam sẽ làm cuốn thư là dài 1m76 các bác nhá, sẽ làm dài cuốn thư 1m76 thì nó sẽ đi phù hợp với bộ chiếc sập thầu án gian 1m76 này các bác ạ. Thì đây là một trong những cái điều mà các bác cũng cần lưu ý khi đặt cuốn thư cân đối và sập thầu. Đối với những cái sập thờ như thế này, sập thờ Mai Điểu, thì các bác lựa chọn những cái mẫu cuốn thư Mai Hóa Long như vừa rồi Nam chia sẻ. Sập thờ này đo thì các bác phải đo ở phía bên trên này, chiều dài 2m17 thì sẽ treo cuốn thư cân đối bộ Mai Hóa Long 1m97 như thế này các bác nhá, 1m97 như thế này đấy. Cuốn thư thì nó sẽ có vài dạng, một là kích thước 1m97, hai là kích thước dài 1m76 nhưng mà rộng thì là 81, 1m97 thì rộng là 87 đấy, còn 1m55 rộng 76 đấy. Thì rất nhiều kích thước về cuốn thư cân đối, nhưng mà thông thường thì ba dạng như vậy thì Nam hay sử dụng cho khách hàng. Đối với không gian nhà thờ thì các bác hãy đặt những cái bộ cuốn thư có thể là dài tới 2m17 hoặc là 2m37, thì cái đấy cái mẫu mã thì mình sẽ nới rộng ra đấy, thì cái đấy thì các bác yên tâm. Nhưng mà về cái kích thước thì Nam thấy là 1m97 bây giờ là kích thước là chuẩn nhất rồi. Nếu không gian phòng thờ các bác đủ rộng thì các bác có thể đặt những cái bộ cuốn thư dài 1m97 như này thì nó sẽ phù hợp với cái bộ bàn thờ dài 1m97 hoặc là 2m17 các bác nhá. Còn nếu mà phòng thờ nhỏ, bàn thờ 1m76 thì các bác có thể lựa chọn những cái bộ cuốn thư dài 1m76 hoặc là 1m55 các bác ạ. Các bác lưu ý giúp Nam là khi mà các bác lựa chọn những cái bộ cuốn thư cân đối ấy, thì cái phần chữ này thì các bác được quyền là các yêu cầu những cái chủ cơ sở người ta làm chữ theo yêu cầu của các bác. Thông thường thì bên Nam nếu mà hàng mà bán tự do nhưng mà Nam làm hàng như hàng đặt ấy thì các bác không cần đòi hỏi nhiều, thì các bác thì bên Nam thường hay sử dụng là chữ Đức Lưu Quang đấy, Đức Lưu Quang bình thường, và một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Vạn Đại Vinh. Tuy nhiên thì như nhiều bác khách là đi phải đi xem thầy đấy,
thì các thầy ấy có viết chữ cho và gửi lại cho bên Nam. Thì cái đấy thì bên Nam sẽ làm theo đúng yêu cầu của khách. Đấy, thì các bác có thể chữ Việt này, chữ Trung này. Thì đối với dòng chữ này á, ở đây là chữ Đức Lưu Quang ở trên con thư. Còn câu đối thì sẽ khác. Một bên là Đức Sinh Thành Muôn Thuở Nào Quên. Còn một bên sẽ là Công Dưỡng Dục Ngàn Năm Ký Tạc. Các bác ạ. Đấy, thì theo cái chữ của yêu cầu của khách đặt như thế nào, bên Nam làm sẽ đúng như vậy. Và khi mà dắt vàng sẽ dắt đúng yêu cầu của khách hàng. Những chiếc cuốn thư như thế này thì mặt sau nhiều lúc là các bác cũng không để ý. Các bác để ý giúp Nam là mặt sau như thế này. Cái hàng thân ghép đôi. Đấy, hàng ghép 3, ghép 4. Đấy là tùy vào các bác mua. Thì ghép càng ít thì giá thành nó sẽ, giá tiền nó sẽ càng cao và cái độ hạn chế nứt nó sẽ ít hơn các bác nhá. Ít nứt hơn. Các bác khi mua con thư, các bác bảo người ta gá đằng sau cho các bác để đảm bảo cái độ ổn định sau này. Ở đây thì mới gá xong, cuốn keo vẫn còn dính ở đây. Đấy, chưa trả quật đây là hết, nhưng mà chia sẻ với các bác để cho các bác biết các bác nhá. Đấy, thì đối với kích thước thì Nam vừa chia sẻ cho các bác như vậy. Ngoài cái việc mà kích thước lỗ ban sao đỏ, các bác phải lựa chọn cái kích thước chiếc con thư làm sao nó phù hợp nhất với cái bàn thờ mình đang sử dụng các bác ạ. Còn nếu mà các bác đặt combo thì cái đấy nó lại khác. Nhưng mà nếu mà các bác đã có bàn thờ rồi thì các bác cũng nên lưu ý về kích thước của chiếc con thư cân đối làm sao nó phù hợp nhất với cái bàn thờ các bác nhá. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của Nam và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. We'll be right back.